Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Một tấm lòng. Trời đã về chiều, nhưng cái nắng đầu hạ vẫn ngập tràn trên những con phố. Khu chợ nhỏ tấp nập người mua kẻ bán. Những quầy hàng xếp la liệt xuống cả một góc đường. Ai cũng nhanh nhanh chóng chóng để bán thêm được ít hàng cho hết ngày. Rau tươi và sạch lắm, mua lấy vài mớ về nấu cơm chiều bác ơi. Chị ơi, mua ủng hộ em ký bún nha, ế quá. Tôi dừng lại trước chiếc xe máy cũ kỹ chở đầy những mớ rau lủng củng của người đàn ông trung niên, tóc đã bạc phân nửa. Cô ơi, mua tôi bó rau. Rau héo lắm. Thôi, ông đứng sát vào để đường cho người ta còn đi nữa chứ. Bác bán cho con hai mớ rau này với ạ. Nhà bác hơi xa, nên chạy xe lên tới đây nắng quá, rau cũng héo mất. Chứ rau sạch đó con à. Mà chắc con là sinh viên hả? Bác chỉ lấy 2.000 một mớ thôi. Dạ. Bà già tính ngồi trước cửa hàng để ám quẻ đó à. Bà có đi mau không? Tôi đổ mấy bó rau héo bây giờ. Bà cụ tóc bạc trắng, lưng còng, đứng dậy chậm chạp, gánh những mớ rau lầm lũi đi chỗ khác. Tôi thấy giọt nước mắt của bà lăn dài trên gò má nhăn nheo khắc khổ. Có lẽ cuộc đời truân chuyên khổ cực đã in hằn một vết chai sần, khiến bà trở nên cam chịu giữa sự xô đẩy của dòng đời. Bà ơi, con đứng vẫn còn chỗ, bà vào đây bán cùng con. Cảm ơn bác. Thì ra, giữa những âm điệu xô bồ hỗn loạn của cuộc sống, vẫn còn có những khoảng lặng đẹp đẽ và bình yên đến thế. Sự cảm thông giữa hai mảnh đời khắc khổ của những con người lao động giúp chúng ta hiểu và trân trọng cuộc sống này hơn.